kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu chương trình là mục Em yêu tiếng Việt với sự xuất hiện của em Hồ Ngọc Hoài, lớp mẫu giáo 4 tuổi, trường mầm non Trịnh Tường số 1, huyện Bát Sát. Tiếp đó ở mục Phương pháp hay sáng tạo, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về việc thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số qua hoạt động tạo hình tại trường mầm non Trịnh Tường số 1. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Con xin hát bài hát. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lạ nhớ ở nhau là cười. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lạ nhớ cả nhau là cười. Quý vị và các bạn thân mến, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giúp trẻ lĩnh hội tri thức, hình thành và phát triển nhân cách, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống. Hiện nay, ở tất cả các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đã và đang thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ mọi lúc, mọi nơi, thông qua tất cả các hoạt động vui chơi, dạy học. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những phương pháp tăng cường tiếng Việt hiệu quả tại trường mầm non Trịnh Tường số 1, huyện Bát Sát, đó là tăng cường tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động tạo hình. Phương pháp này được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự phát triển của năng lực trí tuệ, tăng khả năng nhận thức, vốn hiểu biết về thế giới quan xung quanh của trẻ, giúp trẻ phát triển tình cảm, đạo đức, phát triển tình cảm thẩm mỹ và khả năng thể hiện, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong học tập cho trẻ. Nhận thức rõ vai trò của hoạt động tạo hình, ngay từ đầu năm học, các cô giáo tại trường mầm non Trịnh Tường số 1 đã vận dụng linh hoạt hoạt động này để tăng cường tiếng Việt cho hơn 300 em học sinh của nhà trường một cách hiệu quả. Cô có gì đấy nhỉ? Các bạn hãy cho cô Hiền biết nào, ngôi nhà của chúng mình có màu sắc như thế nào nào? Nào, có thân nhà này, thân nhà của gì các bạn ơi? Các bạn biết là thân nhà này là dạng hình gì? Nói to lên. Rồi, mái nhà màu gì? Màu đỏ có dạng hình gì nhỉ? Để chúng mình vẽ được bức tranh đẹp hơn thì chúng mình quan sát lên đây nhá. Để cô vẽ màu cho các bạn quan sát, các bạn đúng không nào? Đó là cách các cô giáo ở đây gợi mở, tạo sự hứng thú cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi cùng tham gia vào hoạt động tạo hình vẽ ngôi nhà. Bằng cách cho trẻ nói về đặc điểm của ngôi nhà trong bức tranh mẫu, trẻ biết được các phần chính của ngôi nhà gồm có những gì và trẻ cũng biết được ngôi nhà rất quan trọng và cần thiết với mỗi gia đình. Sau đó cô giáo sẽ hướng dẫn trẻ cách vẽ ngôi nhà rồi cho trẻ thực hành và cuối cùng là trưng bày và nhận xét sản phẩm. Có thể thấy ở hoạt động này, trẻ rất hăng hái phát biểu ý kiến cũng như sôi nổi tham gia vào các hoạt động mà cô giáo yêu cầu. Qua hoạt động tạo hình như thế này, trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ nét xiên, nét thẳng, nét cong để vẽ ngôi nhà, vẽ cân đối, chọn và sử dụng màu phù hợp, sáng tạo để tô các bộ phận, chi tiết của sản phẩm. Từ đó trẻ hứng thú trong giờ học, yêu quý ngôi nhà và những người thân trong gia đình mình, trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình. Và đặc biệt, qua việc cô giáo hỏi, trẻ trả lời, cũng như cho trẻ miêu tả về ngôi nhà của mình, trẻ có được những kiến thức, vốn từ mới và được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói tiếng Việt một cách mạch lạc. Thân nhà đúng không? Thân nhà con tô màu gì? Màu vàng. Đúng rồi, tô màu vàng. Thế bây giờ con thấy là ngôi nhà của chúng mình con đã vẽ xong ngôi nhà rồi. Thế giờ con muốn vẽ cái gì nữa nào? Cây. Con muốn vẽ cây để cho ngôi nhà gì nhỉ? Thêm gì? Đẹp. Đúng rồi. Thế bây giờ con vẽ cây nhá. Vẽ cây nào. Con vẽ cây thử con tô gì? Tô màu vào đi. Rồi. Tô đều và mịn không tròn ra ngoài nữa chưa? Chú đã vẽ gì nhỉ?
Vẽ nhà. Vẽ ngôi nhà. Vậy thì ngôi nhà của Thu thì có những bộ phận như thế nào? Có cửa sổ, có mái, có cửa. Thế thì bức tranh của Thu thì đã giống với bức tranh mẫu của cô giáo đưa ra chưa? Rồi. À thế con có thấy rằng bức tranh của mình như thế nào nhỉ? Con đã hài lòng với bức tranh của mình chưa? Rồi. Con thấy bức tranh của mình rất là đẹp không? À. Lớp tôi là có thành phần dân tộc đa dân tộc, Kinh, dân tộc Kinh có, Hà Nhì cũng có, Mông, Giao, Giấy, nghĩa là nó rất là nhiều thành phần dân tộc. Và ở lớp này thì có những trẻ là cũng chưa nói được nhiều, một số trẻ còn có trẻ thì nói rất là tốt rồi nhưng mà có trẻ nói còn ngọng, cho nên là cái việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ nó rất là cần thiết. Trong cái tiết dạy này thì là cô giáo thứ nhất là về cái phần đàm thoại thì cô giáo là cho trẻ tăng cường tiếng Việt nhiều. Ví dụ như là dùng những cái hình thức trò chơi hay là những câu đố gì đó để gây hứng thú cho trẻ và cho trẻ trả lời nhiều. Ví dụ như đặc biệt là cho trẻ phát huy cái tính tích cực của trẻ để cho trẻ rèn cái kỹ năng nói thì trẻ nó sẽ được phát triển được vốn từ này và cái nhận thức của trẻ nó sẽ tốt hơn và trẻ mạnh dạn và tự tin hơn. Vừa rồi là một tiết học tạo hình của trẻ lớp mẫu giáo 4 tuổi. Còn đây là tiết học tạo hình của các em nhỏ lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mầm non Trịnh Tường số 1 với hoạt động tạo hình chủ đề thế giới thực vật. Ở tiết học này, trẻ sẽ được tham gia vào 3 hoạt động chính là quan sát mẫu, trẻ thực hiện và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Theo đó, trong tất cả các hoạt động, cô giáo chỉ là người gợi mở và trẻ sẽ là trung tâm của mọi hoạt động. Trẻ được nói lên cảm nhận, suy nghĩ của mình và được thực hành theo hướng dẫn của cô. Qua cái hoạt động tạo hình này thì các cô giáo đã áp dụng cái tăng cường tiếng Việt cho học sinh là cố gắng hỏi các bạn, cho các bạn đưa ra nhiều nhận xét hơn về hình dạng, màu sắc và cách làm ra các loại quả. Cố gắng khuyến khích động viên trẻ để trẻ tích cực trả lời nhiều hơn. Và trong cái phần trẻ thực hiện thì cô cũng hướng dẫn, động viên và khuyến khích trẻ để trẻ tự thực hiện được cái ý tưởng của mình, tự nói được cái ý tưởng của mình và làm thành cái sản phẩm đó. Qua hoạt động tạo hình với chủ đề nặn các loại quả này, các cô giáo ở đây đã rèn luyện cho trẻ được các kỹ năng để nặn quả cũng như rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm mỹ cho trẻ, tạo cho trẻ có hứng thú, tích cực hoạt động tạo ra sản phẩm. Trong mỗi hoạt động, các cô giáo đều chú ý đến cách phát âm thật rõ ràng, lựa chọn những từ ngắn gọn, dễ hiểu để trẻ có thể hiểu và nhớ được các từ ngữ mà cô dạy và vận dụng vào trong tiết học. Không những vậy, từ việc cho trẻ nhận xét về sản phẩm của mình, nói lại các kỹ năng nặn các loại quả đã tạo điều kiện phát triển ở trẻ vốn từ, lời nói, hình tượng, truyền cảm và phát triển ở trẻ ngôn ngữ mạch lạc. Cô giáo đã dạy con cái gì nhỉ? Hoa quả. À, dạy con nặn hoa quả. Vậy thì con đã nặn những quả gì rồi? Quả chuối, quả táo, quả chanh. Thế thì Thủy Tiên thấy nặn những quả đấy thì có khó không? Không ạ. Học nặn quả này, tạo hình như này thì Thủy Tiên có thích không? Có ạ. Thế về thì con sẽ dạy thêm cho em ở nhà nặn theo nhá. Vâng. Cô cảm ơn Thủy Tiên. Qua cái quá trình dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ thì tôi thấy là cái nó có rất nhiều cái hiệu quả dành cho trẻ và dành cho cả cô nữa. Về phía trẻ thì là trẻ có điều kiện để phát triển cái vốn tiếng Việt của mình nhiều hơn. Còn là và cô thì cũng có nhiều kinh nghiệm và để trau dồi trong cái việc giảng dạy và tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ em người dân tộc chưa biết được tầm quan trọng của việc đi học mà trẻ thích đến trường bởi vì có đồ chơi, có nhiều bạn đông vui, được cô dạy múa, hát, được tham gia các hoạt động học mà chơi, chơi mà học. Những hoạt động kích thích trẻ tư duy, sáng tạo cũng như tạo sự hứng thú cho trẻ như hoạt động tạo hình mà các cô giáo trường mầm non Trịnh Tường số 1 huyện Bát Sát đã thực hiện ở trên đã thực sự hấp dẫn trẻ.
Và khi trẻ hứng thú với hoạt động của cô, tích cực tham gia cùng với cô, thì việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ cũng trở nên dễ dàng hơn và có hiệu quả cao hơn. Trẻ đến trường mạnh dạn, tự tin và tích cực hoạt động, nâng cao khả năng nhận thức cho trẻ, kích thích trẻ phát triển và tiếp xúc giao tiếp với mọi người xung quanh một cách dễ dàng hơn. Tin rằng bằng tình yêu trẻ, nỗ lực mang đến cho trẻ những điều tốt đẹp nhất, các cô giáo trường mầm non Trịnh Tường số 1 sẽ giúp cho việc thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại đây ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ của nhà trường, để trường mầm non Trịnh Tường số 1 thực sự là điểm sáng của ngành giáo dục huyện Bát Sát nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung. Để hiểu hơn về việc thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 tại trường mầm non Trịnh Tường số 1, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình với cô giáo Trần Thị Diệu Linh, phó hiệu trưởng trường mầm non số 1 Trịnh Tường, huyện Bát Sát. Xin chào chị ạ. Trước tiên chị có thể cho biết là tại trường mầm non số 1 Trịnh Tường thì việc triển khai chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số thì đã được triển khai thực hiện như thế nào ạ? Trường mầm non thiểu số 1 là một xã vùng cao biên giới, chính vì thế mà nhà trường có rất là nhiều các thành phần dân tộc và nhà trường thì có rất là nhiều điểm trường, ngoài một điểm trường chính thì còn có 7 điểm trường lẻ nữa và có các thành phần dân tộc như là người Mông, người Dao và người Hà Nhì. Người Giấy là 4 thành phần dân tộc chủ yếu là sinh sống ở tại xã. Vì thế học sinh có nhiều thành phần dân tộc như thế thì nhà trường cũng đã thực hiện theo kế hoạch số 54 của Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát và kế hoạch số 49 của phòng giáo dục và đào tạo Bát Sát về đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số và trẻ tiểu học và giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025. Thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và triển khai đến toàn bộ giáo viên trong nhà trường để chỉ đạo thực hiện 13/13 nhóm lớp thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Và đến thời điểm này thì học sinh các điểm trường đã được cô giáo đã lên xây dựng kế hoạch và dạy cho trẻ về giao tiếp tiếng Việt, về phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các tiết học trong nhà trường. Trong quá trình triển khai thì nhà trường có gặp phải cái khó khăn gì không thưa chị? Nhà trường thì thực sự là cũng có rất là nhiều khó khăn, bởi vì là nhà trường thực hiện có nhiều điểm lẻ như thế thì triển khai đồng bộ với học sinh thì chúng tôi cũng triển khai đồng bộ đến học sinh, nhưng mà bởi vì là điểm trường chính thì thuận lợi hơn nhưng có điểm trường lẻ thì có nhiều thành phần dân tộc hơn và những dân tộc ít người hơn nên học sinh cũng còn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Đến lớp các cháu còn chưa biết nói tiếng Việt cho nên giáo viên cũng gặp khó khăn trong việc là giao tiếp với trẻ ngay từ buổi đầu tiên đến trường. Cái thứ hai đó là nhà trường còn có rất là nhiều các độ tuổi lớp ghép từ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi, cũng có lớp ghép là 4, 5 tuổi. Thì khi mà dạy như thế thì chúng tôi còn gặp khó khăn là trẻ thì bé quá, còn trẻ thì lớn quá. Thì lúc mà đưa ra những cái nội dung học thì chúng tôi còn phải xác định những mục tiêu còn phù hợp cho từng độ tuổi, nên là cũng gặp khó khăn cho giáo viên. Và đặc biệt là những cháu học ghép, những cháu con nhà trẻ 2 tuổi mới ra lớp thì các cháu còn chưa biết những cái giao tiếp tiếng Việt thông thường, và các cháu còn đến lớp còn mới xa gia đình và các cháu cũng còn đang nhút nhát, cho nên là các cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc dạy. Nhà trường đã có những giải pháp như thế nào để thực hiện tốt chuyên đề tăng cường tiếng Việt cũng như mang lại hiệu quả tích cực trong việc tạo cho các cháu sự mạnh dạn, tự tin cũng như là sẵn sàng cho các cháu bước vào lớp 1 ạ? Ngay từ đầu năm thì nhà trường cũng đưa ra những cái chuyên đề về tăng cường tiếng Việt, hay là dạy trẻ kỹ năng sống, hay là các hoạt động về chuyên đề sinh hoạt tập thể. Và những cái tổ chức các hội thi để cho học sinh tham gia. Ví dụ như là hôm đầu năm chúng tôi cũng tổ chức cái chương trình là thi trang trí lớp học để tạo cái môi trường lớp học nó đẹp và nó sinh động để cho học sinh hứng thú đến lớp. Bởi vì là học sinh đồng bào dân tộc thì trên điểm thôn chúng tôi thì đôi lúc là chúng tôi còn vận động học sinh đến lớp còn hơi khó khăn, cho nên chúng tôi còn phải là làm những cái công tác, thứ nhất là vận động học sinh ra lớp, cho nên chúng tôi cũng đề cao cái việc trang trí cảnh quan điểm trường và điểm lớp trong lớp để cho học sinh đến lớp. Cái thứ hai là chúng tôi cũng dạy cho trẻ những cái giao tiếp thông thường qua những cái tiết học. Cái nữa là chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động tập thể ở ngoài cho trẻ nó được giao lưu với các bạn trong lớp để các cháu được mạnh dạn hơn, để chúng tôi có thể dạy được trẻ giao tiếp tiếng Việt. Vậy sau một thời gian thực hiện thì chị đánh giá như thế nào về những kết quả mà chuyên đề tăng cường tiếng Việt mang lại cho các em học sinh cũng như là nhà trường ạ? Trong thời gian thực hiện cũng
một vài năm chúng tôi thực hiện chuyên đề tăng cường tiếng Việt ý, thì chúng tôi đã rút ra được là học sinh của chúng tôi có ngành mạnh dạn hơn, học sinh hứng thú đến trường và tỷ lệ duy trì tỷ lệ chuyên cần của chúng tôi đạt từ 98% trở lên, và năm học 2018-2019 chúng tôi huy động được trẻ 2 tuổi ra lớp là được 22% các cháu trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi ra lớp, và học sinh 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi chúng tôi huy động được 100% các cháu ra lớp. Cái nữa là học sinh chúng tôi được mạnh dạn hơn trong giao tiếp, các giáo viên đến điểm trường, các giáo viên các điểm trường khác đến điểm trường, học sinh rất là mạnh dạn trò chuyện với cô giáo, và học sinh chất lượng học sinh của chúng tôi được nâng lên, và giao tiếp tiếng Việt của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, học sinh chúng tôi mạnh dạn hơn và giao tiếp tốt hơn. Vậy trong thời gian tới nhà trường có những định hướng như thế nào để thực hiện tốt hơn nữa chuyên đề tăng cường tiếng Việt tại trường mầm non số 1 Trịnh Tường? Trong thời gian tới nhà trường chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và phòng giáo dục thì đã hỗ trợ chúng tôi thêm các bộ đồ dùng thiết bị dạy học để chúng tôi cho học sinh đến trường, cháu đã có nhiều đồ dùng để chơi để hứng thú, để lôi cuốn trẻ đến trường và thu hút được nhiều trẻ đến trường hơn nữa. Cái nữa là chúng tôi sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để tìm ra những cái biện pháp tốt hơn để cho tổ chức cho học sinh học tiếng Việt tốt hơn nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với phụ huynh và những cái ban ngành địa phương như bên công tác y tế hay là phụ nữ ở đoàn thanh niên của các điểm thôn, chúng tôi sẽ phối hợp để vận động phụ huynh này, các đoàn thể chúng tôi cùng vào cuộc để cùng góp sức để làm cho một cơ sở nhà trường này còn một tốt hơn, và phụ huynh thì sẽ phối hợp với nhà trường làm đồ dùng đồ chơi cho các cháu và sẽ kết hợp dạy cho các cháu ở tại gia đình những cái ngôn ngữ tiếng Việt hàng ngày nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ. Đến đây, chương trình Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.